5 má. Thì cứ thích bầm công chúa không? Hạ, mày đưa cứ ngắm đi nhá, ngắm cái nào thích thì làm, thì chắc mà mua sau. Tối tối một tí đi là đẹp hơn đúng không? Đấy, chắc là xem đâu Kỳ Linh cân nhỏ chắc là về mua cho đấy. Nó chạy 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 cái kìa. Đấy, không nó chạy xuống đất đi. Đấy, không mua cái to đâu, mua cái nhỏ thôi nha. Ngắm thôi, chắc là về rồi mua. Không chắc mày mua cho cái con nhỏ nhỏ chạy ở đất đi. Mua này á? À? Mua này về mệt không? Mua cái này bé bé, ở tí nữa đi ngắm đi. Ở tí nữa rồi mua. Đi nè, đi lên cùng bố đi coi. Để chắc phải chọn nhá. Kích thích càng trưởng. Sốt càng cân nha. Đây, mua thật à? Anh này cho nó đi vào riêng cho nó xem, nó ngắm. Đấy, Uyên cả Tùng đã đi sát ở kia để chọn gì không biết. Ờ, đi cứ đi ngắm đi, chắc được mua đâu, bầm như nào. Như nào. Ờ, như thế gì. Đi ngắm mà chắc bữa rồi mua. Anh ơi, à, bố mày đợi, đi cùng vậy không đấy. Anh Nam ơi, để đợi có lẽ ấy. Bên kia đèn đẹp hơn. Ở chỗ này thoáng hơn nhỉ. Rồi tít đâu. Đây là Kỳ Lân này mày à, chắc mua cái này này. Đấy à, đã định mua cái này này trong chạy chạy trời đất. Đấy. Cái đội á, cái đội thì ba chị em nói chung mà. Cộng sư nhân vật. Kiểu bà gì mà ghê gớm thế. Đâu cái nào? Ừ thôi này á. Thế bà thích mua ấy, mua. Đây chú đang ra, chắc là đang chọn ở Uyên.